Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bạn muốn cập nhật biểu giá điện sinh hoạt mới nhất, mức tăng giá điện 3% sẽ ảnh hưởng ra sao đến đời sống của người dân? Bạn có muốn biết những giải pháp nào giúp bạn tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Chuyện từ Phố Hiến của tạp chí Kinh tế Phố Hiến sau ít phút nữa. Còn trước tiên sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Để triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân năm 2023, Bộ Tài chính dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm 35 khoản phí và lệ phí. Áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc thực hiện giải pháp này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số khoản phí, lệ phí đã được giảm từ 10 tới 50%, như lệ phí cấp căn cước công dân, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ. So với giai đoạn cao điểm hồi đầu năm, lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng 0,5 tới 1,7% ở tất cả các kỳ hạn. Tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết là 8,8% một năm, được áp dụng tại AB Bank và OCB. Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn trên 12 tháng xuống dưới 9% một năm. Ở kỳ hạn dưới 6 tháng, phần lớn ngân hàng niêm yết mức lãi suất trần cho phép là 5,5% một năm. Tại kỳ hạn 6 tháng, HD Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất hệ thống là 8,6% một năm, dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến. 4 ngân hàng khác đang niêm yết mức lãi suất 8,5% cho kỳ hạn này là Nam Á Bank, AB Bank, OCB và Việt Á Bank. Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thuế suất VAT với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% xuống còn 8%. Thời gian áp dụng dự kiến kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023. Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 5 tiếp tục được Liên Bộ, Bộ Công Thương và Tài chính điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, E5 RON 92 giảm 1.300 đồng một lít xuống còn 20.130 đồng một lít. Giá xăng RON 95 giảm 1.320 đồng một lít xuống còn 21.000 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 600 đồng một lít, giá bán là 17.650 đồng một lít. Dầu mazut giảm 640 đồng một lít, có giá mới là 14.860 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu ở mức 300 đồng một lít và không chi quỹ bình ổn giá. Như vậy, giá xăng đã giảm lần thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý, giá nhiên liệu này đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua. Chính phủ quyết định lãi suất cho vay với các đối tượng mua thuê nhà ở xã hội là 4,8% một năm. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8% một năm. Ngân hàng Chính sách Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2024. Sức nóng của kỳ du lịch hè đã bắt đầu khi chưa đầy 2 tuần nữa, học sinh nhiều địa phương sẽ nghỉ hè. Đây là mùa cao điểm nhất trong năm, chiếm ưu thế thường là các tour biển đảo. Khảo sát từ nhiều công ty lữ hành, khách hàng quan tâm nhiều nhất vẫn là chùm tour biển đảo với các tuyến như Hạ Long, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang. Bên cạnh đó, du lịch vùng cao Đông Tây Bắc, du lịch xanh về nguồn hướng đến thiên nhiên và du lịch cộng đồng, kết hợp hội nghị, hội thảo cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Sức nóng của du lịch hè đã bắt đầu khi một số nơi đã báo hết phòng trong tháng 6 năm 2023. Các cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang tung ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn cho các sản phẩm làm mát để thu hút người tiêu dùng. Trong đó, mặt hàng điều hòa được giảm giá mạnh từ 30 tới 50%, dao động từ 5 đến 12 triệu đồng. Có mẫu giá chỉ 4,8 triệu đồng, giảm sâu tới 62%. Những mẫu điều hòa được giảm sâu thuộc các thương hiệu như là LG, Panasonic, Asanzo, đa phần có công suất trung bình từ 9.000 đến 12.000 BTU một chiều và phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích dưới 20m². Để kích cầu mua sắm, nhiều cửa hàng còn thu hút khách hàng bằng việc miễn phí công lắp đặt, tặng phiếu bảo trì, hỗ trợ vận chuyển và tặng phiếu mua hàng. Thông tin giá điện tăng tối đa 3% kể từ ngày 4 tháng 5 đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo đó,
ước tính hóa đơn tiền điện của hộ sử dụng điện sinh hoạt hết 200 kWh mỗi tháng sẽ tăng thêm 11.100 đồng. Hộ tiêu thụ 400 kWh tháng tăng thêm 27.200 đồng. Với mức tăng này, tiền điện trả thêm hàng tháng của các hộ dân là không đáng kể. Song, điều mà người dân băn khoăn, lo ngại đó là việc té nước theo mưa. Giá điện tăng sẽ kéo theo giá cả các loại hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu tăng theo. Giữa thời buổi khó khăn do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 thì hiện nay thì đây cũng là một mối lo với không ít người. Mới đây, Bộ Công Thương đã công bố quy định về giá điện áp dụng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính theo 6 bậc thang. Giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng lên 1.920 đồng mỗi kWh. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Cụ thể, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới như sau. Bậc 1 cho kW từ 0 tới 50 là 1.728 đồng trên kW. Biểu giá cũ là 1.678 đồng trên kW, tăng 50 đồng trên kW. Bậc 2 cho kW từ 51 tới 100 là 1.786 đồng trên kW. Biểu giá cũ là 1.734 đồng trên kW, tăng 52 đồng trên kW. Bậc 3 cho kW từ 101 tới 200 là 2.074 đồng. Biểu giá cũ là 2.014 đồng trên kW, tăng 60 đồng trên kW. Bậc 4 cho kW từ 201 tới 300 là 2.612 đồng trên kW. Biểu giá cũ là 2.536 đồng trên kW, tăng 76 đồng trên kW. Bậc 5 cho kW 301 tới 400 là 2.919 đồng trên kW. Biểu giá cũ là 2.834 đồng trên kW, tăng 85 đồng trên kW. Bậc 6 cho kW từ 401 trở lên là 3.015 đồng trên kW. Biểu giá cũ là 2.927 đồng trên kW, tăng 88 đồng trên kW. Giá trên chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Như vậy, khách hàng càng sử dụng nhiều thì giá điện phải trả càng tăng. Vì vậy, người tiêu dùng cần thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện, chính là khuyến cáo của ngành điện. Vừa rồi quý vị và các bạn đã theo dõi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới nhất. Vậy thì với mức tăng giá điện 3%, có ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của nhóm phóng viên tạp chí Kinh tế Phố Hiến. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên tạp chí Kinh tế Phố Hiến chúng tôi đến thăm một số hộ gia đình và các hộ kinh doanh cá thể để xem là việc tăng giá điện có ảnh hưởng gì đến đời sống của họ hay không. Chào chú ạ. Thưa chú, là tại gia đình nhà mình thì đang sản xuất và kinh doanh mặt hàng gì ạ? Hiện tại bây giờ thì xưởng nhà tôi là vừa sản xuất cửa nhôm và cơ khí. Vậy thì gia đình nhà mình thì đã kinh doanh mặt hàng này được lâu chưa ạ? Tôi hoạt động được khoảng 15 năm nay rồi. Một tháng thì gia đình nhà mình sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền điện ạ? Tháng cao điểm như xưởng nhà tôi nó khoảng tầm 1.2 triệu. Còn như thông thường như bây giờ thì khoảng tầm 6 đến 700 nghìn. Hiện nay thì giá điện đã tăng lên 3%, thì có ảnh hưởng gì nhiều đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của gia đình nhà mình hay không ạ? Với cái giá điện như bây giờ mà tăng theo cái quy định của ngành điện thì so với xưởng sản xuất chúng tôi thì nó cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Của tôi nó lên khoảng tầm 1.4 triệu đến là tháng cao điểm. Thế còn cái tháng mà như thông thường thì khoảng tầm 900. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử để xem việc tăng giá điện có ảnh hưởng gì đến gia đình nhà chị hay không ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Gia đình nhà mình thì có sử dụng nhiều thiết bị điện hay không ạ? Nhà tôi thì cũng sử dụng điện như là các hộ khác, thì có điện thắp sáng với cả điện sử dụng cho các dịch vụ sinh hoạt bình thường thôi. Ví dụ như là tủ lạnh, rồi là tivi, rồi máy tính cho các cháu học, cắm cơm. Vâng, thì một tháng thì nhà mình sẽ thường là sử dụng hết bao nhiêu tiền điện ạ, thưa chị? Nhà tôi thì hàng tháng thì sử dụng hết tầm dao động từ
600 đến 700 nghìn tiền điện. Vậy thì giá điện tăng lên 3% thì có ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống sinh hoạt của gia đình nhà chị hay không? Với cái việc là tăng điện lên tăng thêm 3% thì là mỗi tháng như thế là chi phí sẽ tăng thêm khoảng vài chục nghìn. Thì với gia đình tôi thì là cũng thấy là cũng bình thường, cũng hợp lý thôi ạ. Có thể thấy rằng với mức tăng 3% thì giá điện không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân. Tuy nhiên với các doanh nghiệp thì việc tăng giá điện cũng sẽ làm tăng chi phí sản xuất. Do đó ở các doanh nghiệp, việc tiết kiệm điện luôn là một bài toán với họ. Và ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm công ty cổ phần ABC Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cử, một đơn vị đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm điện, để nghe họ chia sẻ về những biện pháp tiết kiệm điện đã áp dụng cho hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây là anh Lê Thế Huynh, trưởng phòng điều hành sản xuất của công ty cổ phần ABC, người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Lê Thế Huynh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chương trình muốn dành cho anh đó là hiện nay thì công ty cổ phần ABC Việt Nam đã áp dụng những biện pháp gì để có thể tiết kiệm điện? Bước đầu tiên chúng tôi một là rà soát lại tất cả các cái thiết bị nó không phù hợp trên nhà máy, lắp đặt các cái biến tần cho các cái động cơ công suất lớn để giảm các cái chi phí về điện năng tiêu thụ. Đây là biến tần của máy nghiền mịn cam cá. Chúng tôi cùng với công suất của máy nghiền là 250 kW, và đây là máy biến tần của máy ép đùn với công suất động cơ máy nghiền là 315 kW. Lắp đặt biến tần cho các cái động cơ thì chúng tôi sẽ giảm được cái sức tiêu thụ của điện năng của động cơ từ 40 đến 50%. Các cái phòng điều khiển chúng tôi cũng đã đặt biển báo về giờ cao điểm, giờ thấp điểm để nhắc nhở cho người vận hành biết cái giờ nào là giờ cao điểm, giờ nào là giờ thấp điểm để tính toán và vận hành máy. Chúng tôi sẽ dừng các cái máy công suất lớn ở cái thời điểm cái giờ cao điểm, hai cái khung giờ trong ngày. Còn là cái buổi trưa thì từ 9:30 cho đến 11:30, và buổi chiều từ 17:00 cho đến 20:00. Đấy, còn đấy là cái khung giờ cao điểm. Đây là hệ thống vận hành của dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, tủ điều khiển. Thì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ biết là cái máy nào đang chạy và máy nào đang dừng. Và qua đây thì chúng tôi cũng kiểm soát được cái vấn đề là giờ cao điểm thì chúng tôi có tắt cái máy nào thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về chiếu sáng thì chúng tôi đã thay tất cả các bóng đèn LED, thay cho các bóng đèn sợi đốt. Về nhà xưởng, kho bãi thì chúng tôi cũng đã thay cả cái tấm chiếu sáng, thay các cái tấm tôn để chiếu sáng nhà xưởng. Về cán bộ công nhân viên thì cũng nâng cao cái ý thức là tắt khi không sử dụng, tiết kiệm các cái chi phí. Trên bộ phận văn phòng thì chúng tôi cũng đã quy định thì theo cái thời tiết mà nắng nóng thì trên văn phòng sẽ sử dụng điều hòa, còn thời tiết mát mẻ thì khuyến cáo cán bộ công nhân viên cũng sử dụng quạt trần. Khi ra khỏi phòng bắt buộc phải tắt tất cả các cái thiết bị. Vậy thì việc tiết kiệm điện đã mang lại những lợi ích gì cho công ty thưa anh? Cái đầu tiên thì là chúng tôi sẽ giảm được chi phí tiền điện. Thì một tháng chúng tôi tiết kiệm được khoảng 35 đến 40 triệu đồng. Từ những cái này thì có những cái mức thưởng cho cán bộ công nhân viên, động viên thích nhận tinh thần của các bộ nhân viên, chắc chắn là tưởng sẽ có tưởng mà sẽ cao hơn. Đấy, cái thứ hai thì đấy là cũng là nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong mỗi người cán bộ công nhân viên trong công ty về cái tinh thần tiết kiệm chi phí cũng như tiết kiệm điện. Thưa anh Lê Thế Huynh, vậy thì trong thời gian tới công ty cổ phần ABC Việt Nam sẽ có hướng phát triển như thế nào để có thể thực hiện tối ưu hóa việc tiết kiệm điện? Chúng tôi tiếp tục rà soát tất cả các cái máy móc thiết bị mà không cần thiết thì chúng tôi sẽ cải tiến hoặc là thay thế để giảm cái công suất tiêu thụ điện. Cái thứ hai nữa là tiếp tục lắp đặt các cái biến tần cho các máy móc thiết bị động cơ sử dụng điện với công suất lớn, và tiếp tục rà soát hệ thống kho nhà xưởng để làm sao thông thoáng và có ánh sáng, đỡ phải bật chiếu sáng. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở ý thức của cán bộ công nhân viên về cái việc tiết kiệm điện ở các cái buổi họp hàng tuần trên văn phòng cũng như tất cả các cái vị trí, thì chúng tôi cũng đã đặt các cái biển chỉ dẫn, biển báo, và luôn luôn là nhắc nhở anh em cán bộ công nhân viên. Xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.